Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực 3B lỡ các bạn. À, 3B lỡ các bạn không? Cực kỳ pin các bạn. Chân móng hoàn thiện nè, xương cối 3B lỡ. Bò tầm 11. Bò tầm 11 12 tháng tuổi các bạn. Đó, đòn dài, đít cơ muối, xương cối. Da mỏng, lông sát. Pin dữ lắm nha các bạn. 3B lỡ nha. Đó. Da mỏng lông sát đòn dài. Da mỏng lông sát đòn dài, dày hở. Da mỏng lông sát đòn dài dày hở. Đó, dài cực kỳ hở luôn các bạn không? Đòn dài nè. Pin lực dữ lắm các bạn, pin lực dữ lắm. Đít cơ muối nè. Đó, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Cặp được 3B lỡ này thì chủ báo giá là 49 triệu các bạn, 49 triệu. Bò này là vừa tầm vỗ béo luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. 3B lỡ pin lực dữ lắm. Đây. Cao 1m18 bò nè. Cao 1m18 bò. Đít nè. Đít cao 1m22 bò. Cao 1m18 bò, đít cao 1m22 bò. Dài hở đòn dài chân móng đồ hoàn thiện. Cao 1m18 bò, đít cao 1m22, bò tầm 11-12 tháng tuổi các bạn. Chân móng các bạn không, hoàn thiện nè. Dài hở nè, da mỏng lông sát nè. Đít cơ muối nè các bạn. Đó, bò tầm 11-12 tháng tuổi, giá 49 triệu cặp đực 3B lỡ nè các bạn, 49 triệu. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đây, con tiếp theo. Đó. Con này cái đít pin luôn các bạn. Đít pin luôn. Đít muối nè. Đòn dài dai hở nè các bạn. Chân móng nó hoàn thiện các bạn. Đít đít ngắn muối nè. Pin lực. Đó, cái dàn đít ngắn muối pin lực nè. Da mỏng lông sát các bạn. Đầu to. Xương chà bá luôn các bạn. Giá 49 triệu cặp đực 3B nè các bạn. 49 triệu cặp đực 3B này nha. Bò tầm 11 12 tháng tuổi các bạn. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó. Dài hở đòn dài. Chân móng đồ hoàn thiện. Đó, cái dài hở cực kỳ hở luôn. Đòn dài, đầu to, chân móng đồ hoàn thiện. Xương cối kịch cộm. Đó, xương cối kịch cộm. Đó, dài hở sâu đòn dài nè. Bò tầm 11-12 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 11-12 tháng tuổi. Đò nè. Cao 1m18 bò nè. Đít nè. Đít cao 1m22. Vậy là cặp được 3B này đồng khích luôn các bạn. Đều cao 1m18 bò. Đít thì cao 1m22. Tạo bò tầm 11-12 tháng tuổi. Giá 49 triệu các bạn. 49 triệu. Chân móng luôn hoàn thiện. Dài hở đòn dài. Cao 1m18 bò. Đít cao 1m22. Giá 49 triệu cặp đực 3B lỡ này các bạn, 49 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đó, con này cái dàn đít này các bạn không? Pin lực nè. Đó, đít bằng yến, ngắn muối, chân móng thì hoàn thiện hết các bạn. Chân móng thì hoàn thiện hết các bạn. Đó, cặp đực 3B này đồng khích cho luôn nha các bạn, 3B lỡ. Đồng khích nó luôn nha. Đều cao 1m18 bò, đít cao 1m22. Bò tầm 11-12 tháng tuổi. Giá 49 triệu các bạn. 49 triệu cặp đực 3B lỡ này nha. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp đực 3B lỡ. Chủ báo giá là 49 triệu. Bò tầm 11-12 tháng tuổi.